Từ Vi siêu thực xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video và đóng góp ý kiến để ủng hộ chúng tôi. Các bạn thân mến, đã có một trường hợp bị ngưng tim và chết não chỉ vì ăn dọc mồm. Sau khi ăn dọc mồm, bệnh nhân thấy ngứa mồm, khó thở và co thắt, như là lên cơn hen nặng. Chủ quán phải nhờ xe ôm đưa tới bệnh viện để cấp cứu ngay lập tức. Tại sao lại như vậy thì hãy cùng Từ Vi siêu thực đi tìm hiểu nguyên nhân ngay sau đây. Và để đón nhận thêm nhiều video clip thú vị khác, bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn lên biểu tượng chuông bên cạnh. Các bạn thân mến, đây là một trong những ca bệnh dị ứng với thực phẩm nguy hiểm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc chia sẻ tại Hội thảo khoa học Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam diễn ra trong 2 ngày, ngày 14 và 15 tháng 4 tại Hà Nội vừa qua. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, thì tình trạng dị ứng sốc phản vệ xảy ra nhiều hơn, diễn biến nguy hiểm hơn. Ngoài nguyên nhân từ làm đẹp, sử dụng nhiều thiết bị y tế còn do sốc phản vệ bị dị ứng thức ăn. Gần đây thì Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một trường hợp cùng nữ bệnh nhân 20 tuổi bị dị ứng với dọc mồm. Theo thông tin từ bệnh viện thì sau khi ăn bún dọc mồm lần đầu thì bệnh nhân thấy ngứa mồm nhưng chủ quan. Đến lần 2 thì bệnh nhân thấy khó thở, co thắt như bị lên cơn hen nặng. Chủ quán bún phải nhờ xe ôm đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên thì trên đường đi, bệnh nhân bị ngừng tim do thiếu oxy não. Các bác sĩ cấp cứu, nhịp tim đập trở lại nhưng não thì đã chết. Theo các chuyên gia thì khi xảy ra sốc phản vệ, việc xử lý cấp cứu phải được tiến hành gấp trong vòng 10 giây đồng hồ. Nếu chậm thì bệnh nhân có thể tử vong. Biểu hiện của sốc phản vệ cho đến bây giờ không có một dấu hiệu nào báo trước. Các tình huống sốc phản vệ không chỉ xảy ra ở bệnh viện mà ở ngoài cộng đồng cũng rất là nhiều, chưa được truyền thông tin khiến cho người dân vẫn chưa có kiến thức về vấn đề này. Đây là một cái chết xảy ra không mong muốn, có thể xảy ra ở những người khỏe mạnh. Điều đó khiến cho gia đình bệnh nhân và dư luận xã hội vô cùng bức xúc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình cho hay, để điều trị cấp cứu phản vệ thì theo Phó giáo sư Bình, sử dụng adrenaline tỏ ra hiệu quả, an toàn và dễ áp dụng ở mọi nơi. Trước đây thì thuốc này chỉ sử dụng trong bệnh viện vì cho rằng bác sĩ điều dưỡng mới cần dùng. Thế nhưng hiện với phác đồ sử dụng thuốc cấp cứu sốc phản vệ hàng đầu là adrenaline thì có thể được trang bị ngay trên máy bay cứu hỏa cấp cứu 115 hay trang bị cho những người làm việc độc lập như cán bộ kiểm lâm, bộ đội biên phòng. Thậm chí nếu mà gia đình có người có tiền sử bị dị ứng thì cũng nên để một ống adrenaline hàm lượng thấp dùng để tiêm bắp điều trị kịp thời khi mà có biến chứng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình cũng khuyến cáo người có tiền sử dị ứng nên mang theo ống thuốc này trong hành lý cá nhân. Các bạn thân mến, cô gái hơn 20 tuổi lần đầu tiên ăn bún sọc mồm thấy ngứa miệng và lần thứ hai thì cô lên cơn hen nặng và đó là dấu hiệu của tình trạng sốc phản vệ. Nhưng cái chết bất thình lình trong một cuộc hội thảo về hồi sức cấp cứu và chống độc, các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện số người bị sốc phản vệ ngày càng gia tăng. Nếu như trước đây thi thoảng mới có số người bị sốc phản vệ thì hiện tại ngày nào bệnh viện cũng có người bị sốc phản vệ. Giáo sư Nguyễn Gia Bình, trưởng khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội kể lại trường hợp một bác sĩ nội trú không may qua đời vì sốc phản vệ. Người bác sĩ này bị lây bệnh lao từ bệnh nhân lên được chỉ định dùng thuốc lao, trong đó có tiêm statoxin. Trước khi bị tiêm mũi tiêm này đầu tiên, bác sĩ xấu số này đã được test thử thuốc. Sau vài phút tiêm, vị bác sĩ này cũng không có biểu hiện gì. Nhân viên điều dưỡng liền đi tiêm cho các bệnh nhân khác. Chỉ vài phút sau, điều dưỡng quay lại thì vị bác sĩ này đã ngừng tim và cấp cứu đã không kịp nữa. Tình trạng sốc không phải chỉ xảy ra ở bệnh viện, sốc phản vệ với thuốc mà theo giáo sư Bình có rất nhiều tình huống sốc phản vệ ngoài cộng đồng, trong đó liên quan nhiều tới thức ăn hàng ngày.
Những trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ gây nên những cái chết tức tưởi cho người bệnh, cái chết không được báo trước và thậm chí thường rơi vào những người đang khỏe mạnh bình thường. Có người dị ứng với trứng, với cua, nhẹ nhàng nhất là đau bụng, đi ngoài, nhưng thậm chí cũng có người chết luôn bởi cơ thể phản ứng quá mạnh và tác nhân dị ứng. Hay là có người bị dị ứng, sốc tử vong dù chỉ ăn có một hạt lạc, giáo sư Bình cho biết. Gần đây nhất thì theo giáo sư Bình là trường hợp dị ứng sọc mồm rất là xót xa. Cô gái hơn 20 tuổi này lần đầu tiên ăn sọc mồm, chỉ thấy ngứa ở miệng, và lần thứ hai, ngay sau khi ăn xong, cô đã lên cơn hen khó thở và không kịp nói với bà bán hàng câu nào. Thấy vậy thì bà bán hàng vội nhờ xe ôm đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên thì do dị ứng gây ra co thắt đã khiến cho cô gái ngạt thở, ngừng tim ngay trên đường đưa tới bệnh viện. Khi vào viện, dù có bác sĩ cấp cứu, nhịp tim đã đập trở lại nhưng não thì đã ngừng hẳn. Giải thích về nguyên nhân dẫn tới tình trạng sốc phản vệ ngày càng gia tăng thì giáo sư Nguyễn Gia Bình cho rằng có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do gen, do sự biến đổi khí hậu, lúc nóng, lúc lạnh, khiến cho cơ thể con người không kịp để thích ứng. Một nguyên nhân khác theo giáo sư Bình đó là con người đưa nhiều các loại thuốc khác nhau vào trong cơ thể để chữa bệnh, kéo dài cuộc sống. Những loại thuốc này tồn tại lâu trong cơ thể con người, khi gặp môi trường thuận lợi có thể dẫn tới sốc phản vệ. Hoặc là do con người lạm dụng mỹ phẩm quá nhiều, ngay cả thực phẩm hiện nay nhiễm hóa chất, kháng sinh, phẩm màu, chất tăng trưởng cũng là nguyên nhân dẫn tới việc người bệnh bị sốc phản vệ. Như một trường hợp mà tôi biết, một em bé sơ sinh mới chào đời được có vài ngày, bà mẹ lấy khăn ướt để lau mặt cho bé, kết quả là mặt bé bị sưng phù lên. Em bé đã bị sốc phản vệ do dị ứng với những chất được lầm tưởng từ tờ khăn giấy ướt. Cách nào để có thể phòng ngừa tình trạng sốc phản vệ? Theo giáo sư Bình thì nếu bệnh nhân sốc phản vệ cấp cứu ngay, xử lý trong vòng 10 giây thì 80-90% có thể cứu sống. Tuy nhiên thì trên thực tế, nhiều cái chết tức tưởi đã xảy ra. Những cái chết đau đớn ấy đã thôi thúc giáo sư Bình cùng với đồng nghiệp phổ biến phác đồ mới về việc cấp cứu sốc phản vệ. Giáo sư Bình cho rằng phác đồ mới này khá là đơn giản, dễ áp dụng cho mọi người, bước đầu cho tỷ lệ thành công, không có biến chứng. Theo đó thì loại thuốc quan trọng nhất khi cấp cứu sốc phản vệ đó là adrenaline. Adrenaline nằm trong danh sách thuốc độc bảng B nên thường chỉ có bác sĩ mới được chỉ định để điều dưỡng tiêm loại thuốc này. Tuy nhiên việc này sẽ làm chậm trễ thời gian cứu bệnh nhân. Vì thế chúng tôi đã đưa ra một phác đồ điều trị mới lên Bộ Y tế để sớm được ban hành. Với phác đồ mới thì tất cả nhân viên y tế đều được phép tiêm và chỉ cần tập huấn thời gian rất là ngắn. Lý do là vì người gần gũi với bệnh nhân nhất, có thể phát hiện sớm nhất các dấu hiệu nguy hiểm chính là điều dưỡng, kỹ thuật viên trong các phòng chụp và chiếu. Đặc biệt, theo phác đồ mới về thuốc adrenaline được sử dụng liều thấp dưới dạng tiêm bắp, trong trường hợp chẳng may tiêm nhầm thì giáo sư Bình khẳng định cũng không sao cả. Người bệnh có thể hơi hồi hộp nhưng ngược lại không biết hoặc bỏ sót thì bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng tránh được sốc phản vệ thì giáo sư Bình khuyên cáo người dân nên có ý thức tự cứu lấy chính mình. Cụ thể là người dân không nên lạm dụng mỹ phẩm, dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực hiện ăn sạch, uống sạch, tìm cách bảo vệ mình trước sự thay đổi đột ngột của khí hậu, không ăn hoặc là hạn chế ăn những thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản, nhộng hay rau mùng, và đặc biệt là nên tìm hiểu những kiến thức liên quan tới sốc phản vệ. Các bạn thân mến, bên cạnh đây thì chúng tôi cũng muốn gửi tới quý vị và các bạn về mối nguy hiểm trong vấn đề ăn sọc mồm. Sọc mồm hay còn gọi với cái tên là bạc hà là những tính chất dược lý nhất định và những hạn chế mà người ăn nên biết và cần phải cẩn thận. Cây sọc mồm phía Nam hay còn gọi là cây bạc hà là một loại cây được sử dụng nhiều để làm thực phẩm. Người ta thường nhớ tới sọc mồm trong các món ăn có vị chua hoặc là để giảm bớt cảm giác ngán.
khi ăn những món ăn giàu chất đạm. Tuy nhiên thì dọc mùng cũng có những tính chất dược lý nhất định và bạn cũng phải nên hạn chế ăn loại thực phẩm này. Các bạn thân mến, dược tính trong dọc mùng thì theo y học cổ truyền, dọc mùng có vị nhạt, tính mát và không độc, có tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Trong y học, thường dùng dọc mùng phơi khô, héo gọi là phùng thụ can. Phùng thụ can có tác dụng thanh nhiệt và giải chất độc rất là tốt. Một số căn bệnh có thể sử dụng dọc mùng để làm thuốc như chữa bệnh cảm sốt. Khi bắt đầu có những triệu chứng cảm sốt như ho, đau bụng, dùng phùng thụ can sắc kỹ để uống. Hay là chữa bệnh sởi, các bạn cũng có thể sử dụng dọc mùng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận trong khi ăn dọc mùng. Nhiều trường hợp bệnh gút bộc phát do ăn quá nhiều dọc mùng đã chứng tỏ mối liên hệ này. Dọc mùng làm gia tăng lượng axit uric trong máu khiến cho bệnh trở nên tái phát nặng hơn. Đưa ra các nhận xét về tác hại của dọc mùng thì các nhà khoa học có nghiên cứu và khảo sát thói quen ăn của 50 người có lượng axit uric trong máu cao. Những người này không có thói quen sinh hoạt xấu như uống rượu bia hay lạm dụng dầu mỡ. Bởi vậy, những người có tiền sử bị bệnh gút hay có nguy cơ bệnh gút hoặc là bị dị ứng với thực phẩm dọc mùng thì nên hạn chế ăn loại thực phẩm này. Những người khỏe mạnh cũng không nên quá lạm dụng dọc mùng trong các bữa ăn. Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích trên thì bạn đã có những cách bảo vệ gia đình mình bằng con đường thực phẩm. Hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè và người thân của bạn và đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.